thắng tất cả mình Việt Nam, đem đến cái tâm này nó thành sáng thi không có phải nhắc nhở những cái Việt Nam nó bình thường nữa. Thì bây giờ với Phật tử việc hết nhỏ viết nhỏ giấu làm sao cho nó đừng có thấy, giấu cái chỗ ngồi của mình nó đừng có thấy, chứ mà quay phim này lên thấy còn là của cái thì thấy ông quên không, không có thấy tu tập gì hết. Cho nên là ngồi xuống ha, nhớ giấu cái đại của mình á, nó nằm bên trong, đừng có đeo ở trên cổ, chỉ đeo sâu chuỗi cho nó có vẻ đạo mạo tu tập ha. Rồi bây giờ chúng ta ngồi lại coi quan âm sao với thực tế ngồi lại với cổ mình. ส่วนธงธรรมจักรนั้นน่ะธงของไทย